Ok, hello anh em. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong tối ngày hôm nay. Và đầu clip như thường lệ, tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Đạt Lê, anh em Lay, anh em Thành Đặng, anh em Vũ Trọng Hay và anh em Minh Nguyễn. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cũng biết là làm YouTube thì thu nhập chủ yếu là dựa vào quảng cáo. Tuy nhiên là cái quảng cáo đấy thực ra là nó cũng không đều, lúc thì nó được, lúc thì nó không. Đấy, nó phụ thuộc vào cái người xem quảng cáo. Cái người xem quảng cáo ấy mà người ta yêu quý tôi, người ta có tâm một chút, đấy, người ta mong muốn để tôi có thêm thu nhập thì người ta sẽ xem quảng cáo. Dù là 5 giây, 10 giây thì nó cũng là xem, thì cũng là được tính vào là cái tiền quảng cáo trên YouTube. Và tôi sẽ có thêm thu nhập. Mà có thêm thu nhập thì tôi sẽ có thêm niềm vui cũng như là động lực để duy trì cái việc là sản xuất video phục vụ anh em. Nhưng mà với rất nhiều cái trường hợp, đa phần là người ta sẽ bật, có cái quảng cáo nó hiện lên ấy, là người ta sẽ ấn vào cái skip luôn, người ta tắt luôn. Chính vì thế là những cái thu nhập đến từ quảng cáo thực ra ở trên kênh này nó rất thấp, nó không đáng là bao nhiêu cả. Tôi nhớ cái khoảng thời gian cuối năm ngoái kéo dài đến tháng 3 năm nay là cái khoảng thu nhập ấy từ quảng cáo là gần như là không có luôn ở trên kênh luôn. Đấy là cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ là tôi dừng cái việc YouTube rồi đấy. Tôi dừng, tôi không làm YouTube nữa. Đấy. Bởi vì là nó không có thu nhập. Và làm thì nó cũng gọi là chỉ là cho vui thôi. Nhớ cái đợt đấy đúng là làm vì đam mê luôn. Suốt kéo dài phải đến 4-5 tháng là thu nhập rất thấp. Có tháng nó chỉ khoảng 1 triệu, 2 triệu. Có những cái tháng mà thậm chí là tiền ở trong YouTube ấy nó còn không cho rút, bởi vì nó chưa đến cái ngưỡng ở YouTube được rút. Đấy, nó phải tích 2 tháng, 3 tháng thì tôi mới rút được ra. Nói thế thôi nhưng mà cái đợt đấy lại rất là đam mê nhá. Đợt đấy là tôi livestream rất nhiều. Livestream đến đêm 2-3 giờ sáng ngồi với anh em livestream đến đêm. Sau đó thì là cũng tổ chức mấy cái giải. Đấy, cũng có khá là đông anh em tham gia. Và anh em nói chung là đến bây giờ thì anh em cũng rất là thích là những cái giải đó và muốn là tôi tổ chức giải quay trở lại. Đấy, những cái giải rất hay. Tôi nhớ cái đợt đấy là tổ chức giải rất nhiều anh em ủng hộ. Đấy, ủng hộ về tiền để tổ chức giải. Rồi thì là cũng là ủng hộ về về cái mặt gọi là ý tưởng cũng như là động viên về mặt tinh thần rất nhiều. Nói chung là cái đợt đấy là tôi bỏ rất là nhiều những cái tâm huyết cũng như công sức cho cộng đồng. Duy trì cái việc là tổ chức giải. Đấy, duy trì cái việc stream các thứ, tăng tương tác với anh em. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh em ạ. Cái quan trọng ấy thì nó vẫn là vấn đề về tài chính thôi, vấn đề về thu nhập thôi. Đấy, thì cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà không có thu nhập. Vì vậy nên càng ngày nó càng thưa thớt, những cái giải thưa thớt đi, những cái buổi stream nó cũng thưa thớt đi. Anh em cũng biết cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà dần dần nó thưa thớt dần. Đấy, cho đến khi nhá mà cái YouTube nó cho đăng ký hội viên ở tại Việt Nam. Thì hồi đó đã có rất nhiều các anh em. Đấy, từ những cái ngày đầu tiên là đã ủng hộ tôi bằng cách là đăng ký hội viên để tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Thì cái đợt đấy phải nói là rất là cảm ơn các anh em. Đấy, các anh em đầu tiên đã đăng ký hội viên ở trên kênh. Và cứ dần dần thôi, các anh em yêu quý ngày một đông. Đấy, ngày một đông. Khi mà tôi thấy là cái thu nhập nó quay trở lại thì tôi lại quay trở lại tôi làm và tôi đầu tư hơn cho cái công việc này. Đấy, thì dần dần càng ngày càng đông. Anh em cũng có thể nhận ra là bây giờ ấy, các cái lượng view trung bình thấp nhất thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 6.000 view. Sau khoảng một tuần clip là nó khoảng 6.000 view. Còn đối với cả những cái video clip mà nó rơi vào tầm khoảng một tháng ấy thì tôi nghĩ là nó cũng xấp xỉ là khoảng chục nghìn. Đấy, chục nghìn view. Đấy là một con số rất là đáng mừng khi mà cái kênh này nó vực lại. Đấy, nó quay trở lại, nó hồi sinh trở lại. Đấy là một cái niềm vui. Và cái kênh này bây giờ là thu nhập nó, tôi phải nói thật với anh em, tôi khoe với anh em luôn là nó rất là ổn định anh em nhá. Ngoài cái thu nhập của anh em đóng góp ủng hộ hội viên, đấy, còn có rất nhiều anh em là có tặng donate hay là gửi lời cảm ơn qua super chat của YouTube. Thì phải nói là anh em càng ngày càng nhiều anh em yêu quý tôi hơn. Đấy, nhưng mà bên cạnh đấy thì bởi vì là cái kênh ấy càng đông, càng phổ biến thì cũng sẽ có rất nhiều là anti-fan. Đấy, tôi phải nói thật với anh em là càng nhiều người yêu quý thì lại càng nhiều người nó ghét tôi, nó chửi tôi. Đấy, tôi có biết nhưng mà không sao. Đấy, nó là cái điều bình thường. Càng nổi tiếng thì càng nhiều người biết đến thì cái tỷ lệ người ghét nó càng đông thôi. Cái đấy nó là cái điều quá là bình thường anh em ạ.
Không những tôi mà kể cả những ca sĩ nổi tiếng đấy, những cái gọi là những cái người nổi tiếng đều phải vướng vào cái trường hợp là như thế thôi. Đấy, xe bị là coi như là một cái lượng anti không hề nhỏ chửi, nhưng mà không sao. Đấy, tôi nói rồi, tôi cũng chia sẻ cái vấn đề này nhiều lần rồi. Thế là cái người mà người ta chửi tôi ấy, thì thực ra là nó cũng chả có chả liên quan đến tôi cả. Đấy, tôi cũng chả có cái gì tôi phải quan tâm. Bởi vì tôi làm video này tôi cũng thấy là tôi cũng đâu có phục vụ cái đối tượng đấy đâu. Đấy, còn thực ra thì vẫn cứ vào xem. Đều thì nói chung là đứng về cái mặt gọi là YouTube, làm YouTube thì nó cũng là tăng view cho tôi, thì tôi cũng vẫn cảm thấy là nó vui. Thế anh em nhá, nhiều khi là cũng phải cảm ơn cái hội anti đấy. Bởi vì có anti thì lâu lâu mình coi như cái tên của mình nó ít khi nó được nhắc đến, nhưng mà đấy, có anti thì tự nhiên lại được nhắc nhiều thì nói chung là cũng vui. Các diễn đàn có tên mình được sướng tên thì nói chung là cũng tuyệt vời. Tôi biết là mấy cái thằng anti thì nó hay mổ xẻ những cái live up của tôi lắm. Nào thì là live up ngu, live up thì chưa khôn à. Xong rồi bảo tôi đi lùa gà. Tôi cũng chả biết là những cái thằng đấy nó định nghĩa gà là như nào. Chứ còn tôi thấy là những cái người mà chúng nó định nghĩa là gà ấy, xem kênh của tôi ấy, thì cũng queen mấy nghìn điểm rồi đấy. Thậm chí là có ở top top server. Người nước ngoài cũng có đấy, Nhật Bản cũng có, Hàn Quốc cũng có, chứ chả nói riêng Việt Nam đâu anh em ạ. Thế mà chúng nó vẫn coi như là bảo tôi lùa gà, thì tôi cũng chịu luôn. Đấy, những cái live điển hình bị chửi nhiều nhất thì tôi trong cái giai đoạn này tôi nghĩ là 9 Hunter kẹp với cả Live Blade Live. Tôi không hiểu tại sao mà chúng nó lại có thể là chê cái lab đấy, trong khi cái lab đấy có rất nhiều anh em là cầm cái lab đấy mà leo rank lên queen rồi, thậm chí còn sơ farm lên queen cả nghìn điểm luôn đấy. 1.000, 2.000 điểm nó là cái chuyện bình thường. Bởi vì cái lúc mà tôi là khám phá ra cái lab đấy là tôi chơi ở một cái trận đấu mà tôi chơi ở mức rank queen, và tôi gặp một cái đối thủ là chơi cái trận mà gặp cùng với tôi ấy, là trận đấu đấy là đối thủ chơi cái bộ đấy, thì tôi mới học cái bộ đấy được. Sau đó tôi về tôi tập đấy, trong cái khoảng thời gian mà tôi tập thì tôi ngộ ra cái bộ đấy nó rất mạnh. Trong cái khoảng thời gian mà tập thì tôi cũng đã phải sờ farm nó rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 20 trận liên tiếp rồi đấy. Và tất nhiên thì những cái trận đầu tiên ấy nó sẽ chưa có coi như là thông thạo, thì nó còn nhiều cái bỡ ngỡ ở cái lab đấy thì nó còn chưa mạnh. Đấy, nhưng mà đến cái lúc mà tôi sờ farm nó gọi là thành thần rồi ấy, nó gọi là coi như là thông thạo 10 bố nó rồi ấy, thì coi như là nó gọi là cái lab bí kỹ mẹ luôn. Tức là nào, chơi đã chơi là chỉ có top thôi. Đấy, riêng 20 trận đấy nhá, tôi nói thật với anh em là từ tính từ cái trận đầu tiên mà tôi bắt đầu tôi bỡ ngỡ tôi chơi cái lab đấy đến cái trận đấu cuối cùng ấy, tính tất cả 20 cái trận đấy nhá, thì nó là toàn top luôn. 1-2 trận top 4 thôi, còn là toàn là top 2, top 3, top 1 thôi anh em ạ. Mà cái loạt trận cuối cùng của tôi là full top 1. Tôi đã cho rất nhiều anh em xem cái lịch sử toàn top 1 luôn. Vậy tại sao một cái layup như thế thì lại được coi là yếu ạ? Nếu hiểu yếu chỗ nào? Ảo thật đấy. Còn tôi nghĩ là yếu hay mạnh ấy, thì nó là do tay người cầm. Những cái thằng mà nó chửi tôi, nó chê ấy, thì thực ra là nó cầm vào nó đánh yếu, đương nhiên nó phải bảo là nó yếu thôi. Chả nhẽ nó lại bảo là nó mạnh, đúng không anh em? Đấy, do tay người cầm, chúng ta có thể hiểu là như thế. Hoặc là có những cái thằng mà nó anti đến cái mức độ mà nó đéo cần biết là yếu hay mạnh. Đấy, nó cứ thấy là bài của tôi, cứ thấy là bài của tôi là chửi thôi. Không cần biết là yếu hay mạnh. Đấy, nó cứ thấy bài của tôi là nó chửi. Thế tôi cũng chịu thôi nhá anh em nhá. Thôi nên là những cái thành phần đấy thì tôi mặc kệ thôi. Còn tôi phải nói thật với anh em là ai tin thì chơi, còn ai không tin thì thôi. Giời, chính vì thế là trận này tôi lại chiêu đãi anti fan. Đấy, xúc miệng nhổ vào mặt anti fan bằng trận đấu Live Blade Live kẹp với cả 9 Hunter anh em nhá. Tất nhiên là bây giờ cái bộ này nó gọi là thông thạo 10 của tôi rồi, chơi kiểu gì cũng tốt thôi anh em ạ. Nhiều thằng ấy là nó vịn vào cái lý do là cái bộ này nó khó là bởi vì là làm sao? Bởi vì là thứ nhất là nó phải đánh ở level 10. Thứ hai là nó phải roll được cái con Live Blade Live lên 3 sao. Ai bảo chúng nó là như thế? Ai bảo chúng nó là như thế? Hay chúng nó tự nghĩ ra? Chúng nó tự nghĩ ra là Live Blade Live phải lên 3 sao và phải chơi ở level 10. Ui giời ơi. Đấy là những cái thằng mà nó gọi là không biết gì đấy anh em. Nhiều cái thằng mà nó như thế lắm anh em ạ.
cái tầm mà rank khỏi rank vừa mới thoát cổng rúc 9 ấy. Đấy, hoặc là vừa mới thoát cổng kinh 3 ấy. Đấy, vừa mới chớm lên queen là mấy bố tự tin lắm. Đấy, là coi như là tưởng như là mình đã biết hết rồi. Tưởng như là mình đã biết hết tất cả mọi thứ trong game này rồi. Đấy là nhiều khi là có những cái nhận xét mà nó rất là coi như là chủ quan. Đấy, khi mà chưa biết được rõ tình hình là đã có thể nhận xét được luôn. Thậm chí là còn chưa thử vọc vào chơi thử. Đấy, nhưng mà với những anh em mà vọc vào chơi thử, tôi nghĩ là anh em sẽ phải có cái nhìn khách quan. Đấy, để đánh giá chính xác cái sức mạnh của cái bộ này. Tôi phải nói thật là như thế. Còn tôi sẽ chơi thử cho anh em xem thêm một trận nữa. Đấy, để cho anh em biết. À không, thực ra anh em thì biết rồi. Để cho mấy thằng anti fan biết nha anh em nhá. Đấy, còn có nhiều ông thì cũng nói là cái bộ này không phải vô đối. Khi mà gặp assassin mà có gấu assassin thì ăn được. Thì tôi cũng công nhận. Cái đấy tôi công nhận luôn. Là đúng là như thế. Tức là cái bộ này rất sợ cái bộ 9 assassin mà nó có cái con gấu assassin. Nhưng mà chỉ có cái con gấu assassin thôi nhá anh em nhá. Còn nếu mà chơi một con cáo ấy là vẫn không sợ đâu. Tôi đã có những cái clip chứng minh cái điều đấy rồi. Có những cái clip mà gặp cái con cáo ở trong bộ 9 sin. Đấy, hay là gặp cái bộ 6 assassin mà cái con cáo làm co là vẫn ăn được bình thường. Đấy, là đã có clip rồi nhá anh em nhá. Tôi là cái bộ này là riêng cái bộ này là tôi ra, tôi nhớ ít nhất là tôi phải ra 4 clip rồi. Đây nó là cái clip thứ 5 đấy. Đấy, nên là tôi vẫn chưa gặp cái bộ trận nào mà có cái người chơi Wario. Thì tôi cũng chưa biết là cái bộ Wario thì liệu rằng là có thua không. Đấy, nhưng mà những cái bộ khác ấy là tôi nghĩ là có thể là cân hết đấy. Kể cả bộ Goblin nhá anh em nhá. Goblin là cũng có thể cân được luôn. Goblin gọi là ca lông 2 sao 3 tia các kiểu các thứ rồi đấy. Có rất nhiều thằng là nó kêu là chỉ cần một con ca lông với 3 tia là đủ coi như làm thịt cái bộ đấy của tôi. Ôi dồi ôi, đã có những cái clip có ca lông rồi ạ. À, có ca lông, có Berlin, có 3 tia hẳn hoi rồi ạ. À, có ăn được đâu. Đấy, chả qua là chúng nó có xem đâu. Khổ, chúng nó bắt được một vài cái coi như là cái đội hình của tôi xong rồi xem được một trận thôi, thế là lên là phản luôn. Đấy, anh em nào mà xem là cũng biết là nó ăn được rất nhiều lineup. Kể cả là bộ Clyde nhá, bộ Clyde bây giờ là full bộ luôn. 11 con, 6 Glacier, 6 Clyde, Live Deadline 3 sao vẫn là coi như là bay màu. Bởi vì là làm sao có nhấc tay lên đâu mà tăng tốc đánh. Đấy, nó rất là khỏe. Đấy, còn bộ Warrior thì cũng chưa gặp nên là cũng chưa biết. Mà trận này hình như là có Warrior này. Trận này có Warrior chơi này. BM Trương là chơi Warrior, là trận này chúng ta có thể test với Warrior. Đấy, có những cái người comment vào là nói là cái bộ đấy là gặp Warrior là tự chết, tự lăn ra chết, Live Bloodline tự lăn ra chết, chết luôn. Đấy, thì trận này có thể là chúng ta sẽ có một cái người chơi Warrior. Bây giờ cũng đang khá là xanh. Đấy, chúng ta test thử xem là nó có chết không nhá anh em nhá. Đây, trận này còn có cả một thằng rất là khỏe ở đây. Đấy, một cái thằng Goblin khỏe này. Goblin xanh quá nhờ. Goblin xanh quá anh em ơi, nó còn cắt chuỗi của tôi. Xanh thế. Không ổn. Mất chuỗi rồi. Ui rồi ôi, thằng Goblin xanh quá. Không sao. Tăng độ khó cho game. Ờ. Để đấy. Phải có những cái tình huống như này để tăng độ khó cho game. Để cho chúng nó bảo là tôi là quá slow bot. Ờ thì cũng phải có những cái tình huống như này anh em ạ. Rồi. Không là chúng nó lại cứ đổi cho là vì là tôi quá xanh nên là tôi mới chơi được cái bộ đấy. Ờ. Được. Chưa có Live Blitzline 2 sao đâu anh em nhá. Đấy, bây giờ chưa có súng 2 nhá. Chưa có 6 Hunter nhá anh em nhá. Đấy, hoàn toàn không hề xanh. Hoàn toàn không hề xanh đầu game. Rồi. Để xem là liệu rằng nếu mà không hề xanh, đấy, chuỗi Hunter không kéo dài được đến round 20 thì tôi có chơi nổi cái bộ đấy không? Đấy. Ok. Thử xem. Rồi. Chưa có cái giáp hút máu. Bài này chưa có cái hút máu thì cũng hơi toang. Đấy, chưa có đồ đâu nhá. Cần là cái hút máu. Đấy, thôi rồi. Đây nó sẽ là cái hút máu tương lai. Rất cần là cái hút máu trừ giáp ấy. Để đánh với cả Warrior thì phải cần cái đấy.
Đồ thì hiện tại là chúng ta có thể thấy là sẽ có tương lai cướp điên hoặc là ba tia. Đương nhiên là sẽ là ba tia đầu tiên rồi, chấn phái ở cái bộ này. Ba tia cho Light Blade Light, ba tia cho Nuna. Cái thứ hai thì tôi nghĩ nó sẽ phải là cái hút máu cuối, bởi vì là trận này thì có Wario. Đấy, chúng ta sẽ cần một cái BKB nữa. Cần một cái BKB để đánh với cái nhà mết. Nhưng mà nếu mà nhà mết chết sớm thì có thể là chúng ta thay bằng một cái chén thánh để đánh nhau với cả Wario thì cũng lấy chén thánh cũng được. Wario bây giờ máu đang cao, khả năng là late game sẽ sống sót để đánh late. Đấy, Goblin chắc chắn rồi, Goblin quá xanh rồi. Rồi, lên dần lên 8 thôi anh em, xong rồi chúng ta sẽ roll ở 8. Bài này tôi cũng đã hướng dẫn anh em rất kỹ rồi, cứ đúng sách giáo khoa mà làm thôi. Chúng ta sẽ roll ở 8 để kiếm mấy con Light Blade Light lên 3 sao. Trong một vài trường hợp thì chúng ta sẽ up lên 9 và chúng ta sẽ kẹp 9 Hunter. Nhưng mà những cái trường hợp như thế là những cái trường hợp mà Light Blade Light nó ra ít và cái con cung đen nó ra nhiều. Nhưng mà trận đấu này cung đen nó chưa ra. Chính vì thế là tôi sẽ roll ở 8 anh em nhá. Trận này roll ở 8 thôi. Kiếm Light Blade Light 3 sao luôn. Đấy, để tôi chơi để xem là có cần thiết là phải lên 10 không? Có cần thiết là phải lên 10 để kẹp đủ bộ không? Đấy, nhiều thằng nó không biết, nó cứ comment thôi kiểu cảm tính thôi, không có biết gì đâu. Anh em cứ bình tĩnh, cái đội hình này nó gọi là thông thạo 10 rồi. Sờ farm nên cả nếu mà tính điểm ở cái thang mức điểm queen thì chắc là nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 200 điểm, 400 điểm queen chứ chẳng phải 200. Nó rơi vào tầm 400 điểm queen là nó lấy từ cái đội hình này mà ra rồi. Nên là anh em cứ yên tâm nhá. Về kinh nghiệm chơi bộ này thì nói chung là mắc kinh nghiệm thông thạo 10. Đấy. Để xem là trong cái trận đấu này tôi sẽ chơi như nào. Trận này cũng có người chơi Hunter, nhưng mà không biết là Hunter Aegis hay là Hunter gì thì không biết. 9 Hunter thì cũng sẽ là trùng bộ. Đây, gặp Hunter này kẹp với cả rồng này thì khả năng là tí nữa là chuyển Aegis rồng. Aegis rồng Hunter. Trước đây là tôi cũng có một cái clip là đấu với cả cái nhà Aegis vào late game và cũng ăn được nha anh em nhá. Cũng là sẽ chơi được với nhà Aegis. Nên là cái bộ này nói chung là về late thì nó cũng chẳng ngán cái bộ nào đâu. Có vấn đề là nó có ra những cái đồ trấn phái không thôi. Đấy, nếu mà ra đồ trấn phái cho Light Blade Light ấy thì khả năng top và rất cao. Trấn phái là cái gì tôi xin nhắc lại nhá, cái ba tia chắc chắn là cái trấn phái rồi. Còn cái món thứ hai nó phải tùy. Nhưng mà thường là nó sẽ là một cái món đồ tăng tốc, tốc đánh. Nó có thể là cái hút máu cuối trừ giáp hoặc nó có thể là cái búa xét. Cái đấy nó tùy vào tình huống. Hoặc nó có thể là một cái cướp điên. Đấy, nhưng mà tôi ưa thích nhất là cái hút máu trừ giáp ấy. Cái món đấy tôi hay lấy là cái thứ hai. Đấy, để đánh được với những cái nhà như là Wario thì nó cần cái đấy. Nó cần nhiều vào cái đấy. Đấy, còn búa xét thì trong một vài tình huống thì lấy cái búa xét tăng tốc đánh nhanh thì cũng clear nhanh, cũng được. Đấy, trận này có Wario này. Ok. Tầm này liệu rằng là có ăn được cái bộ Wario này không? Bây giờ thì tôi yếu, anh em cũng có thể nhìn thấy là ở trên bàn cờ tôi bây giờ không hề có những cái con co. Con co của tôi bây giờ nó là con thỏ, là một con một tiền hay sao? Nên là cái tầm này thì nói chung là thua thì thua, thắng thì thắng. Nhưng mà nếu mà thua thì chắc là cũng không mất nhiều máu. Thắng thì cũng không đẩy được đối thủ nhiều máu đâu. Rồi, ok, lại được thêm tí tiền. Rồi, roll ở đây thôi nhá anh em nhá, roll ở đây thôi, roll ở đây thôi. Đây rồi, mãi súng mới lên được 2 này. Đấy nhá, cái trận đấu này là không hề coi như là slow ball, không hề đỏ một chút nào anh em nhá. Tôi chỉ coi như là kẹp vào là những cái con 2 sao có được cho và kẹp thêm cái bộ 6 Hunter vào để giữ máu đầu game thôi. Úi ôi, đây rồi. Mãi mới lên được 2 sao ạ. Rồi, dồn đồ cho Light Blade Light. Ok. Form ở level 8 rồi anh em nhá. Chúng ta dừng lại ở level 8 chúng ta roll. Đồ này. Được đấy, có hút máu rồi. Chén thánh. Với những cái món đồ như thế này tôi nói thật với anh em là cũng không sợ 9 Warrior lắm đâu.
Mặc dù lý thuyết thì là cũng sợ 9 qua. Đấy, nhưng mà với những cái món đồ mà có cái khả năng hồi máu thì cũng sẽ không sợ lắm. Mà nếu có sợ ấy thì tôi nghĩ là cũng chỉ sợ Warrior thôi. Mà tôi cũng không hiểu tại sao lại cứ bám vào cái bộ Warrior làm cái gì. Từ từ đã. Tôi có thể là tôi sẽ lấy cái gậy gai. Cứ bình tĩnh, từ từ đã. Xem là Warrior hay là cái bọn Goblin nó xanh hơn thì chúng ta còn biết đường chúng ta lấy đồ anh em ạ. Chứ không hẳn là bây giờ cứ là phải là quan tâm đến cái bộ Warrior là nó counter vào cái đội hình của chúng ta. Đúng không? Bởi vì ở trong trận đấu ấy, phải nói thật với anh em là trong một cái trận đấu nó có 8 người chơi. Đấy, 8 người chơi cơ mà. Còn có rất nhiều những cái thằng khác, những cái bộ khác cần phải lưu tâm. Làm thế nào để chúng ta có thể là ăn được đa số những cái người chơi ở trong cái ván đấu. Thế là được rồi. Thế là chúng ta tốt rồi. Chứ còn bây giờ lại cứ phải quan tâm đến cái thằng Warrior counter, sợ thằng Warrior, trong khi là có 8 thằng còn lại. Thế thì thế nào? Tôi chưa hiểu được những cái nó gọi là những cái lý luận của một vài người. Đấy. Tôi quan điểm của tôi ấy là trong một trận đấu là có 8 người counter lẫn nhau. Đấy. Làm nào để trong một cái trận đấu mà chúng ta đánh được đa phần những cái người ở trong cái trận đấu đấy. Đấy thì là chúng ta là vào top, là gọi là thành công. Còn không phải quan tâm đến những cái thằng counter chúng ta, nó là những cái thằng Warrior. Bởi vì là Warrior nó chỉ có trận đấu chỉ có một người thôi. Đấy, trong một cái trận đấu, ví dụ như tôi nói thật với anh em là Warrior bây giờ cũng ít người chơi thì lo lắng gì đâu, đúng không? Một trận đấu bây giờ giỏi lắm lác đác một hai thằng chơi Warrior, chả đến hai thằng đâu anh em ạ. À, ít người chơi Warrior lắm. Bây giờ toàn là gì? Là Spirit với cả Gladiator thôi. Đấy, Assassin. Rồi thì cái gì? Clive. Rất đông. Đấy, rất đông người chơi. 9m. Những cái bộ đấy thì đâu có ngại đâu. Đây rồi. Đây nhá. Có Sailing không thèm lấy luôn. Sailing Assassin tôi không thèm lấy. Đấy, để chứng minh cho anh em thấy là con Live Blade Line nó cũng rất là mạnh. Đấy, chơi được luôn. Ok. Đấy, tôi cứ roll ở 8 này. Ai bảo là phải lên 10? Ai bảo là phải phải lên 10 ở round 29? Ai bảo là phải lên 10 ở round 26? Chả ai bảo lên 10 ở round 26, chả bảo ai bảo lên 10 ở round 29 cả. Cứ roll Live Blade Line 3 sao đã thì có vấn đề gì đâu. Như tôi đây này, tôi kẹp con giữ máu ở này. tôi thậm chí là tôi còn không tiếc tiền. Tôi up cái con lợn này lên 2 sao luôn để nó giữ máu cho tôi luôn. Đấy, anh em thấy không? Đánh nó vẻ như thế. Đánh coi như là cứ phải là theo lý thuyết. Thế nó vẫn chưa đúng rồi. Nó vẫn chưa phải là thông thạo 10 rồi. Anh em thấy không? Thậm chí nhá, là round này này, cái con Live Blade Live của tôi nó chết rồi nhưng mà vẫn ăn. Đấy. Con Live Blade Live của tôi nó chết rồi mà vẫn ăn. Đấy, bởi vì là lý do là bởi vì là cái con nhện của tôi nó thả một cái tơ nhện nó rất là chính xác. Hunter mà đứng ở trong tơ nhện thì là 100% là bắn trượt anh em nhá. Bởi vì cái khả năng của cái tơ nhện là nó không phải là nó tác động lên cái sự gọi là chống đánh trượt của cái con bài Hunter. Đấy, mà nó tác động lên thẳng cái con Hunter làm cho đánh trượt luôn. Chứ nó không phải là tác động lên cái bản thân. Giống như là những cái bộ lé hay là những cái con tướng, con bài nó có những cái món đồ lé thì nó là ở trên cái bản thân nó. Thì cái bọn Hunter này là có cái tác dụng là chống đánh trượt trên cái bản thân của các đấy. Đấy, còn với cái tơ nhện ấy thì nó lại không thế anh em ạ. Nó là dính vào dưới chân của con tướng, khiến cho là những cái con tướng mà đánh vật lý là nó chắc chắn là nó đánh trượt. Đấy. Trừ khi nó phải thoát khỏi tơ nhện thôi. Chứ còn không có cách nào khác cả. Ui, tôi đang có chuỗi luôn này. Được đấy nhờ. Chính vì thế là một vài những cái đội hình mà nó có con nhện ấy, nó sẽ gây rất nhiều khó chịu nếu mà anh em không có cái blink. Cụ thể là cái bộ Insectoid ấy. Bộ Insectoid là một trong những cái bộ mà nếu mà hóa ra nhiều nhện ấy, là vẫn có thể đấm được cái những cái bộ như là Live Blade Line 3 sao ở trong cái bộ 6 Glacier, 6 Glide. Đấy. Thì tại sao, lý do tại làm sao thế? Bởi vì cái con nhện ấy, cái con nhện đấy anh em ạ, nó lém vào cái giữa cái chỗ mà có con Live Blade Line thì con Live Blade Line nó không thể nào là bắn trúng được. Và kể cả là nó có cái gậy như ý nhá, là nó không thể bắn trúng được. Mà vấn đề là ở cái chỗ là nếu mà không bắn trúng được ấy thì là nó sẽ không tăng được tốc đánh. Đấy là cái lý do tại làm sao mà bộ Glide mặc dù nó là tối thượng mà vẫn thua cái bộ Insect là vì thế.
Đấy, nó lại phải cần phải có một cái blink để làm sao để chả may mà dính vào cái lưới nhện ấy là nó sẽ lé được ra. Đấy, thế đó. Rồi, tôi sẽ ghép cái hút máu cuối anh em nhá. Bởi vì tôi không có cái ba tia, tôi sẽ chọn cái món đồ thứ hai, cái trấn phái thứ hai mà cần phải ghép. Rồi, chúng ta roll tiếp thôi. Vẫn đứng lại cái level này roll. Đây rồi. Từ từ nhá. Cứ bình tĩnh. Lóc lại rồi. 50 tiền luôn thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Form ở cái level này là có giữ máu này, có 6 Hunter tăng đam cho Live Blade Line này. Đấy. Mặc dù là cái lượng tăng đam của nó chỉ là 80 đam thôi, nhưng mà nó cũng to anh em ạ. So với một con Live Blade Line này thì nó vẫn to. Đấy. Live Blade Line kẹp vào cái bộ gì nhỉ? Bộ Clive ấy là thậm chí là đam nó còn không to bằng cái bộ này cơ mà anh em. Đây rồi, tôi có hút máu rồi. Đây, gặp 9 Warrior anh em nhá. Đấy, 9 Warrior này. Nó đúng là nó thua thì nó có thua, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không mất quá nhiều máu đâu. Gặp 9 Warrior này thì tôi thấy là nó, nói chung là nó cũng chỉ mất một chút máu thôi mà. Đó, anh em thấy không? Mà bây giờ là tôi vẫn chưa lên 9 đâu. Tức là tôi vẫn chưa đánh 9 con Hunter đâu đấy. Đây là tôi vẫn đang là trong cái quá trình mà form bài và chưa lên được Live Blade Line lên 3 sao anh em nhá. Vẫn đang đánh gọi là chuẩn bị trong cái giai đoạn là đốt máu. Đấy, đốt máu dần. Tôi thấy nó vẫn ổn mà, đúng không? Chơi như này vẫn ổn. Đây, bây giờ cho Silent vào này. Có khống chế này. Ổn đấy chứ nhỉ. Đấy, cho này thay con súng luôn. Bây giờ cũng chưa cần súng. Đây, như này thì sao? Tuyệt vời luôn. Đó. Chúng ta sẽ có full 2 sao vào trong. Full 2 sao ở trong bàn cờ. Mặc dù là bỏ đi cái bộ Exorcist, chấp nhận bỏ đi bộ Exorcist, nhưng mà chúng ta có một cái con Wing Ranger. Nó cũng có khả năng trừ giáp. Đấy, skill của nó trừ giáp. Nó cũng sẽ bằng 2 Exorcist thôi. Kéo skill là trừ 5 giáp thì là cũng là tương đương với 4 giáp Exorcist ở level 1, level 2 con Exorcist. Thế là được rồi, có trừ giáp là được rồi. Đấy, đứng ở đây vị trí như này là có thể yên tâm luôn. Là mỗi round là mất một chút máu đó nếu mà có thua. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Thậm chí round này thắng đấy chứ. Đấy, ui giời ơi. Ui cái lửa. Ui giời. Hòa. Sư máu vẫn rất là ok. Anh em thấy không? Rồi đây, con này lên 2 sao thì lại chúng ta lại cho vào lấy Exit cũng được nhá. Rồi luôn tiếp. Bây giờ chủ yếu là súng với cả Live Blade thôi. Cung đen nữa. Rồi, chúng ta lại cho Exit vào thôi. Đấy. Cuối cùng là nó chỉ như này thôi mà anh em này. Làm thế nào để cho cái bài ở trên bàn cờ nó mạnh nhất là được. Đấy, vẫn chỉ là 6 Hunter đúng không? Nhưng mà nó rất ổn. Anh em nhìn xem bây giờ ai đang là cái người nhiều máu nhất trên bàn cờ, trên cái bản đồ. Đấy, anh em thấy không? Vẫn là tôi. Vẫn là tôi đây anh em ạ. Ok. Đây, Glacier này. Tứ cự ma này. Tứ cự ma này. Dài. Đấy anh em thấy không? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái sức mạnh của nó chưa? Không hề yếu anh em ạ. Không yếu đâu. Không yếu đâu anh em ơi. Đấy, lần lượt từng nhà của bọn nó ra đi gần hết rồi kìa. Anh em thấy chưa? Còn lại có 3 nhà thôi. Đâu có yếu đâu anh em. Cái vấn đề là anh em lấy đúng đồ cho nó. Lấy đúng đồ. Đây rồi. Còn 2 con Live Blade nữa thôi nhá. Đấy, thoải mái lên ở level 8 luôn. Tiền thoải mái luôn. Cứ bình tĩnh. BKB luôn này. Hay quá. Rồi. Rồi. Rao sau luôn tiếp anh em ạ. 60 tiền. Rao sau sẽ có 70 tiền để luôn. Thoải mái luôn. Đấy, bây giờ là rao 30. Tôi vẫn đang ở 8 nhá anh em nhá. Chưa phải lên 9 luôn. Tức là đánh rất là nhẹ nhàng thôi. Nói chung là với kinh nghiệm của tôi thì anh em cứ chơi theo tôi là được rồi. Không cần phải màu mè làm gì đâu. Đấy, bây giờ thì gặp cái nhà này thì có vẻ là hơi mất nhiều máu. 16 máu. Ok, tốn tiếp rồi. 70 tiền để rôn.
súng này, hai con nữa. Rao này khô máu luôn anh em nhá. Khô máu luôn, khô máu luôn, khô máu luôn. Đây rồi, ui rồi anh em ơi. Live Blitz Line đã lên được 3 sao. Luôn ở rao quái tuyệt vời luôn. Rất là dễ lên được 3 sao. Đấy mà rao 30 rồi nha anh em nhá. Rao 30 rồi vẫn đứng ở level 8 luôn. Vẫn đứng ở level 8 luôn. Đấy và bây giờ nhá, tôi vẫn để ở level 8 đến khoảng rao 35 thì tôi sẽ lên 10 luôn. Anh em ạ, bây giờ tôi tích tiền ra 35 lên 10 luôn. Đấy, tầm này là bây giờ là lên 10 luôn, chứ còn không lên 9 nữa. Ba tia nhá, xin cái ba tia nhá. Ui rồi ơi anh em ơi, đeo có đồ chấn phái rồi. Ui giời ơi, chán thế. Đấy là cái trận đấu này anh em còn thấy là tôi không có đồ ấy nhá. Cái đồ, món đồ quan trọng nhất là cái ba tia để kích hoạt, để cho cái hệ người lùn thì nó không có. Thế mà tôi vẫn có thể ăn được. Đấy, tôi vẫn đánh ngon với cái hai tia. Tôi mà có ba tia thì cái bọn này chắc gì nó đã ăn được tôi. Thằng Warrior chắc gì đã ăn được tôi. Thằng Goblin chắc gì đã ăn được tôi, đúng không? Trải qua là trận này anh em thấy là về cái điều kiện, những cái đồ mà trấn phái là không có. Bây giờ ra trấn phái kẹp súng vào cái đánh ở level 9 là vẫn ok luôn. 6 Hunter thôi, 6 Hunter. Đấy. Đánh ở level 8 ok, chẳng phải 9. Lên 9 nó chỉ là một cái bước đệm thôi, để lên 10 thôi. Nên là không phải lên 9 vội anh em nhá. Chúng ta lên là lên thẳng 10 luôn. Cứ để tiền đã, cứ để tiền áp dần lên 9. Rồi một phát lên 10 luôn. Đây này anh em, này anh em thấy không? Nói là sợ Warrior thì ừ thì cũng sợ, nhưng mà nó cũng có mất nhiều máu lắm đâu. Anh em thấy không? Và tôi cũng nói rồi, tôi cũng nhắc lại lần nữa là trong trận đấu nó có 8 người chơi, đâu phải một mình thằng Warrior đâu. Thế nên là cũng chả có cái vấn đề gì với cả những cái thằng Warrior cả. Kể cả là Warrior là có counter. Nhưng mà ví dụ như trong trận đấu ấy, anh em vào trong một cái trận đấu mà có 8 người chơi mà có 7 thằng chơi Warrior nhá, 7 thằng chơi chính Warrior thì lúc đấy thì mới gọi là sợ. Chứ còn có một thằng, hai thằng thì có vấn đề gì đâu. Trời ạ. Mà cái bộ này nhá, nó đấm cái bộ Gladiator như con đấy anh em. Hai cái con nó để ở hai góc. Line Blade Line với con súng để ở hai góc. Cứ đứng hai góc thôi mà bắn thôi. Đấy, rất là đơn giản để có thể đấm được bọn Gladiator. Không bao giờ sợ úp lồng hết nha anh em nhá. Không bao giờ sợ úp lồng luôn. Đấy, úp lồng nó chỉ úp lồng vào những cái đứng cái cụm ở phía trên thôi. Còn không bao giờ úp lồng vào hai con đứng ở phía hai góc, ở phía cuối cả. Nên là chơi là gần như là meta này là vẫn có thể là chơi cái bộ này ngon lành luôn. Không vấn đề gì, không có gì đáng sợ hết. Đấy, bây giờ gặp cái thằng này không có ba tia mới sợ này. Có ba tia thì mới ăn được. Bây giờ phải có chân phái. Bây giờ tôi phải đợi ra 35 anh em ạ. Dã man thật sự. 35 một cái là vừa lên 10. Vừa lên 10 đủ bộ. Mà nếu mà lúc đấy mà lẩy ra cái ba tia thì vớ vẩn là top 1 luôn ấy. Hy vọng là có thể giữ máu được đến cái lúc đấy. Bây giờ tôi sẽ phải bo cái góc này vào thôi anh em ạ. Bây giờ chỉ có đứng góc thôi, tụm lại vào trong cái góc này cho nó an toàn thôi. Đấy, và chúng ta thì cũng rất là may mắn là có kẹp được vào con heo. Giữ được là mỗi round là trừ đi 20% máu. Thế là ok rồi anh em ạ. Trừ đi được 20% máu là tuyệt vời. Đỡ mất máu. 20 máu là trừ đi 20%. Đấy là đã là trừ đi 4 máu rồi, chỉ mất 16 máu thôi. Thế là được rồi. Chúng ta sẽ còn khoảng 4 round nữa. 4 round nữa mới có thể là ra đi được cơ. Tức là có thể sống sót được đến ra 35. Ok, tuyệt vời. Được anh em ạ. Mặc dù là có thể là thua nhưng mà mất ít máu thôi, không nhiều đâu. Ok. Rồi, mỗi round cũng chỉ mất tầm đấy thôi nhá, 7 máu thế được rồi. 33 rồi anh em ơi, 34 rồi, lên được 34 rồi. Round 34, 35, 36 lên được 10. Đấy, đánh vẫn rất là kinh nghiệm nhá anh em nhá. Đấy, thấy không? Kinh nghiệm chưa? Vừa lên được Line Blade Line 3 sao lại vừa lên được 10 luôn. Thế tại sao, một cái câu hỏi đặt ra là tại sao lại có kinh nghiệm như thế? Tất nhiên rồi. Vì tôi chơi nhiều, tôi nghiên cứu cái bộ này nó nhiều. Đấy, chứ đâu có như một vài thằng nó thậm chí nó không chơi mà nó phán bừa. Đấy, có rất nhiều những cái thằng nó như thế anh em ạ. Thôi được rồi, không sao hết.
anh em ạ. Việc mình làm thôi. Đấy, tôi vẫn chơi được, tôi vẫn làm content được là được. Đây nhá anh em nhá, ba tia các kiểu các thứ nhá. Ok. Đồ cũng hơi bị căng đấy, tí nữa thằng đấy nó sẽ có một cái đồ món đồ Kira nữa cho cái con Calon. Sẽ có găng tay Kira. Đấy, Goblin rất khỏe. Và ở trong late game này còn gặp một cái thằng là cái thằng chơi Warrior mà theo rất nhiều người bảo là nó counter ở cái bộ này anh em nhá. Đấy, bây giờ hãy cho tôi một cái ba tia vào đao sau. Đấy, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy là chơi được. Ui, trận này rau này 17 máu ạ. Vãi đái thật. Ôi, xin ba tia nhá. Không ba tia là top 3 đấy. Có ba tia nhá. Xin cái ba tia không là top 3 đấy. Mẹ ơi. Rau sau là chắc chắn là lên được 10 rồi. Nhưng mà còn cái ba tia, vấn đề là phải có cái chân thái. Nếu không thì chả chứng minh được điều gì đâu anh em ạ. Và anh em cũng sẽ không thể trách được tôi. Tôi phải nói thẳng luôn là như thế. Anh em sẽ không thể trách được tôi bởi vì là tôi không có đồ chân phái. Có bọn nó có chân phái. Đấy. Anh em nhìn em, bọn nó đều có đồ Kira nhá. Đều có là ví dụ như thằng Goblin là nó có ba tia cho Calon. Full đồ ba tia Calon Kira. Đấy, rồi thì cả gậy gai các thứ. Trong khi là con Light Blade Light của tôi có đúng một cái hút máu cuối thôi thì nó là rất là yếu. Đồ lởm, đồ kheo so với cả đối thủ. Con Doom của cái thằng 9 Warrior thì nó cũng có, nói chung là rất là nhiều những cái món đồ chân phái. Đây, úi dồi ôi anh em ơi, đây rồi. Bây giờ thì anh em gáy lên. Bây giờ thì em cứ gáy nữa đi nhá. Còn tôi chắc chắn là tôi sẽ gáy đấy. Anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ôi dồi, đây rồi anh em ơi. Đâu, đem cái thằng Warrior vào đây. Đem cái thằng 9 Warrior lại đây nào. Đồ này ghép cái gì đấy? Đồ này nói chung là cũng chưa biết ghép cái gì. Thôi, từ từ đã, luôn đã anh em ạ. Luôn đã. Đây rồi, ui xui ui. Đây còn một quả trứng nhá, một quả trứng và chỉ cần một con cung đen nữa thôi. Đấy, đây rồi, Warrior đây rồi anh em ơi. Đâu, Warrior đâu. Đấy, có Blink nhá, không lại bảo là không có Blink. Có Blink xuống tiếp cận hàng đằng sau nhá. Anh em thấy chưa, anh em thấy chưa, nào, như nào đây, ui rồi ôi. Đấy, thấy chưa anh em, thấy không? Cái cú vừa rồi như là một cái bãi nước bọt to, một cái bát lô tô đổ thẳng vào mặt mấy cái thằng anti đấy. Đấy nhá anh em nhá, bây giờ tôi còn có cả cái con này nữa rồi. Riêng mà có cái con Tsunami thì nó lại sức mạnh đội hình là 100% rồi anh em ạ. Hai đồ chấn phái nhá, bây giờ có hai đồ chấn phái, Tsunami khống chế, Siren khống chế. Ôi giời. Nào, đâu, Goblin, bây giờ Goblin sang đây. Đây, tôi sẽ ghép luôn cái trượng này, chống hồi máu cho con Tetsu. Ok. Đấy, rồi. Thế là Warrior là coi như là thôi nhá, là biết được là như nào rồi nhá. Đấy, bây giờ là cho Goblin sang đây nào. Goblin xanh sang đây nào. Đây, Goblin đây rồi anh em ơi, rất to nha anh em nhá, thỏ 3, hai con thỏ 3. Đấy, Calon. Ôi giời ơi anh em nhìn kìa. Calon 2 sao, thỏ 3 sao. Rồi vẫn chưa có cửa. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Ôi giời ơi. Trời ơi, bây giờ thì các anh em chắc là các anh em sẽ phải quen với cái tiếng gáy của tôi mất rồi. Dã man thật sự. Đây cái tầm này. Đấy. Thằng này có Kira nhá anh em nhá. Thằng này có hai món đồ Kira liền. Mèo và cái con Calon đều có những cái món đồ Kira. Và nó vẫn chưa ăn được tôi. Nó không ăn được tôi luôn. Tôi nói khẳng định luôn là không ăn được. Chứ không phải là chưa nhá anh em nhá. Không có chưa ăn mà là không ăn. Đấy, không ăn được luôn. Đấy, còn cái bộ 9 Warrior thì đấy, sang đây. Sang đây. Tôi còn đang thiếu cái gì anh em biết không? Thiếu cái búa xét đấy. Có cái búa xét thì chắc chắn là không ngại gì Warrior đâu. Đấy, kiếm cái búa xét là xong. Một thằng chết cho cái xin cái búa xét. Đây nha anh em nhá. Đấy, tôi để cái con Light Blade Light ở giữa. Là nó có Blink sang hai bên thì nó không thể bớ được vào con Light Blade Light của tôi. Đấy, thì cứ cho là cái round này nó bớ đi. Bớ đi, rồi sao? Ui, không được rồi, không được rồi, không được rồi.
Không được rồi, không được rồi. Ờ thì trong một cái tình huống nào đấy thì cái bộ này là vẫn counter được tôi. Đồ lắm, anh em nhìn đồ đi. Anh em từ từ đã, anh em hãy nhìn đồ của nó đã. Xong rồi anh em hãy đánh giá tình hình nhá. Anh em hãy nhìn đồ của nó đi. Không được, không được, không được. Đồ của nó tí nữa thì tôi để con live với live ở cái vị trí mà không bị bắt sớm thì là tôi vẫn ăn được. Anh em cứ bình tĩnh, từ từ đã, cho một thằng chết đã. Từ từ đẩy, cố gắng đẩy cái thằng Goblin chết trước thằng đấy được không? Thằng Goblin tại sao nó vẫn không ăn được thằng Wario nhỉ? Tôi đang có một cái thắc mắc là tại sao thằng Goblin không ăn được thằng Wario. Ờ, rõ ràng là Goblin rất xanh rồi nhá. Goblin rất to chứ. Đâu có yếu đâu nhỉ? Đây Goblin rất to chứ. Tại sao lại thua được Wario nhỉ? Thì tất nhiên là nó vẫn thua tôi. Anh em nhìn kìa, dã man, anh em thấy chưa? Làm gì có cái cửa nào đâu, đẩy cho vãi cứt luôn. Đây này anh em này, tôi lên được cái con cung đen lên 3 sao rồi. Đấy. Anh em có nhìn thấy cái pha vừa rồi tôi đánh thằng Goblin không? Dồn coi như là vào chân tường luôn, vào góc tường nó bắn luôn. Vừa rồi là một cái tình huống dựa cột của mèo và cá lông. Đấy, thế là tôi sắp lên được cái ra 40 và hy vọng là nó sẽ ra được cái búa xét anh em nhá. Hoặc là cái cướp điên. Không thể kém đối thủ một món đồ cam vào được đâu anh em ạ. Chúng ta bây giờ là chúng ta đang thiếu đồ cam. Bây giờ đang kém so với đối thủ một đồ cam đấy nhá anh em nhá, một đồ cam đấy. Đấy, chúng ta chỉ có hai đồ cam thôi, trong khi đối thủ là bây giờ là ở đâu 25 này. 30 35. 25 30 35 là đã là ba món đồ cam rồi. Đấy, chúng ta mới chỉ có hai món đồ cam là đang yếu hơn đối thủ ấy nhá anh em nhá. Về đồ ấy. Đấy, trận này là quá đen, không được có món đồ cam. Chưa tính là những cái nhà khác ấy nó chết rồi nó. Đấy, anh em thấy ôi, trận này đen vãi đái luôn ạ, đồ không ghép được cái gì luôn ạ. Đùa. Thế này thì bảo sao lại thua? Bảo sao lại thua anh em ạ? Đối thủ ấy là nó hơn tôi, bây giờ nó hơn tôi ít nhất là hai món đồ cam rồi. Và thậm chí là nó còn chưa tính những cái nhà mà nó chết xong nó rơi đồ cam sang ấy anh em ạ. Thêm cày. Chưa tính những cái nhà đấy đâu. Thế nên là đấy. Thì bây giờ tôi kém bọn nó tới hai cái món đồ cam, thậm chí là ba món đồ cam thì bây giờ anh em bảo tôi làm sao mà tôi đỡ được đây. Cái tầm này bây giờ nó bị thiệt về đồ. Chứ còn nếu mà bằng đồ thì lại ngon luôn. Thiệt về đồ, chán thật đấy. Bây giờ bọn nó đồ nhiều quá rồi ấy. Vẫn ăn, ồ, thế cơ mà. Anh em, ôi, nó có giáp phản rồi, anh em thấy không? Nó có giáp phản anh em ạ. À. Tôi bây giờ, ví dụ nhá, nhưng mà cái round, hai cái round vừa rồi nhá, tôi có một cái giáp xoay này. Đấy, một cái chiến thánh này. Thì tôi không ngại, nhưng bây giờ tôi đồ đeo có. Cay thế anh em ơi. Trận này lẽ ra là không thua thằng Wario này đâu. Chả qua là live blade live là không có đồ luôn anh em. Có đúng hai món đồ cam, người mỏng dính luôn. Đấy, nhưng mà ví dụ nhá, tôi chỉ cần một cái chén thánh ở 2 sao này. Một cái BKB 2 sao thôi, một cái BKB cam, một cái chén thánh cam. Một cái cúp điên thì thế thôi. Tôi đủ 6 món đồ cam, 5 món đồ cam thôi, không cần 6 món đồ cam là tôi có thể là tôi ăn được rồi. Nhưng bây giờ đến cái round 42 tôi vẫn hai món đồ cam anh em ạ. Đấy là cái lý do làm sao đấy. Thua. Còn không phải là thua đâu. Với cái đội hình này tôi khẳng định với anh em là Wario không ngán lên game nhá. Mà nó cần đồ. Bây giờ nó không có đồ thì thôi phải chịu không. Ở một cái chiến trường khác thì anh em có thể thấy là mặc dù ở đây là không có đồ nhưng mà tôi vẫn có thể ăn được thằng Goblin. Ôi giời, ui giời, ăn được không, ăn được không, ăn được không? Vẫn ăn được. Ui giời, anh em thấy không? Goblin vẫn bị đấm như bình thường. À, Siren 3. Được đấy. Chết rồi, bây giờ Warrior thì kiểu gì đấy? Bây giờ cần cái thằng Goblin chết để tôi rơi được những cái món đồ mà tôi có thể ghép được. Chứ còn bây giờ toàn đồ không ghép được thì đánh đấm gì anh em? Tầm này thì chả có lấy cái gì mà đấm được cái thằng Warrior cả. Bây giờ thằng Warrior nó lấy được cái giáp phản, giáp Blink giáp phản ấy, là nó sát thương thuần rồi. Nhảy vào phát bắn chết ngay luôn ấy. Cực kỳ nguy hiểm.
Làm nào bây giờ nhỉ? 18 máu. Ok bạn ơi. 18 máu khi ra ngoài đi luôn không? Có không? Có thể đi luôn được lúc này không? Không 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 đi luôn được. Không đi luôn được. Ui đầy máu luôn ạ. Thằng này có hai cái món đồ Kira anh em ạ. Vãi đái thật. Thế nào này thua à? Thằng này là có một cái món đồ Kira cho con ca lông và một cái món đồ Kira cho con mèo. Chính vì thế là nó rất trâu. Đấy anh em vừa nhìn thấy cái con mèo nó chết phát con ca lông đầy ặc máu luôn. Vãi đái thật. Mà cái thằng này nhá, anh em thấy là cái đồ của nó như thế nó gọi là mắc binh chưa? Đúng không? Mắc binh rồi đấy. Mà so với cả cái bộ của tôi nhá, cái bộ của tôi thực ra là trận đấu này này là quá đen. Đấy anh em phải công nhận đấy đi. Đồ không có. Bây giờ tôi có đồ cái có khi tôi đấm lấy sấp mặt luôn. Ví dụ bây giờ tôi có một cái gậy như ý này. Đấy, cho tôi một cái cấp điên một cái gậy như ý nữa. Một cái búa xét nữa. Đấy đủ ba cái món đồ mà bây giờ tôi không ghép được. Bây giờ tôi chỉ cần những cái món đồ ấy thôi, đủ đồ thôi. Đấy tôi có khi tôi đấm lấy sấp mặt luôn mà. Đấy. Đây là nói là cái đội hình này này, thực ra là nó rất mạnh. Anh em ạ, thực ra nó rất mạnh. Đây, ui xời ơi anh em ơi. Đây nhá, chấp 3 đồ cam luôn nhá. Chấp 3 đồ cam, nào, như nào. Đấy, em thấy chưa. Đấy là tôi chỉ cần là coi như là kéo cái con hổ này lên vị trí phía trên là tôi đã thoát được một cái top 3 trông thấy. Anh em thấy cái pha vừa rồi anh em biết ngay là vấn đề ở cái chỗ là nó là cái đội hình mạnh. Chứ nó không phải là dựa vào đồ nữa nhá. Đây là rõ trận đấu này là nó thể hiện rõ ràng cái điều đấy luôn. Anh em có thể nhìn thấy. Đồ không có. Ê, đồ không có mà vẫn coi như là dễ chết thành công. Mặc dù là anh em cũng có thể thấy là đang đánh với một cái thằng Wario có tới 6 món đồ cam, đang chuối cộng 7 liên tiếp. Thậm chí thằng Wario đấy nó mạnh đến cái mức độ mà nó ăn được cái thằng Goblin kia với một cái con mèo 3 sao. Hai con mèo, ba con mèo, ba sao nó nhảy mà vẫn còn ăn được cái thằng đấy thì chứng tỏ phải là rất mạnh. Đấy, rất mạnh nhá. Wario rất mạnh khi mà bây giờ nó có thể ăn được cái thằng Goblin rất to. Goblin có đủ bộ mà thậm chí là ở đây nhá là Goblin có máy bay hẳn hoi mà vẫn bị thua Wario. Đấy, có máy bay rồi. Có mèo 3 sao, có ca lông 3 sao với một những cái món đồ phải nói là trấn phái luôn cho ca lông. Có cả găng tay Kira mà có tận hai cái găng tay cơ. Nên là rất là căng. Trận đấu này là đối thủ late game là phải nói là mạnh mắc binh rồi đấy nhá. Anh em nhá, không phải bàn cãi vấn đề sức mạnh của đội hình của địch đâu. Bây giờ chỉ là xem là bây giờ tôi có đủ đồ để tôi chứng minh cho anh em thấy là tôi đấm được nó không. Đấy. Chứ còn vừa nãy là tôi không có đồ tôi vẫn đấm được nó là anh em biết là mạnh như nào. Nên là nhiều khi là anh em cứ phải thử. Đấy, chứ còn bây giờ mà nghe mấy cái thằng anti tôi nó nói thì nói chung là nghe nó nói cả ngày anh em ạ. Dăm ba thằng anti. Nói chung là thôi đã ghét rồi thì cái gì cũng ghét thôi anh em. Không có giải thích được hay là không có thể làm cái gì để cho bọn nó có thể thay đổi cái suy nghĩ ở đâu. Thế nên là thôi anh em ạ. Nói chung là không cần phải tranh luận nhiều. Đấy, cứ bây giờ cứ gặp mấy thằng anti trong game xong rồi đấm nó sức mặt rồi là hết gáy. Thế anh em ạ, rất nhiều thằng như thế rồi mà. Rất nhiều thằng gặp tôi xong rồi bị tôi đấm sấp mặt cho đến là tôi không gáy được. Đấy, thậm chí là gáy sớm ăn gì luôn. Ăn lì luôn. Đấy, em thấy không? Đấy, tôi đấm cho cái bộ Goblin đồ, đừng có nói là không có đồ. Đồ Kira, hai cái đồ Kira kẹp các kiểu các thứ rồi, ca lông ba tia rồi cả gậy như ý vẫn coi như là xuồng hố. Ôi tôi chết tôi rồi, cái thằng kia nó chết, nó lại lém cho cái đồ này, không ghép được cái gì cả anh em ạ. Nó chỉ ghép được thêm cái hút máu cuối, những cái này nó không sờ tách. Hai cái này nó nói chung là nó không sờ tách. Cuối cùng là tôi vẫn là không có đồ, vẫn là không có đồ luôn. Đồ cam bay hết sang nhà thằng kia rồi. Ôi rồi nó lên được cả Berserker 3 sao kìa. Secret Lancer 2 sao. Vãi đái thật. Đồ của nó hơn hẳn luôn ấy, 6 món đồ cam, 7-8 món đồ cam rồi ấy chứ. Xong rồi lại có tút ca 3 sao luôn. Thế thì chịu rồi. Lắm 3 sao cái này thì đỡ thì đéo nó được. Ui giời, chán thế nhở. Thôi, xong rồi, còn 3 con thì đấm làm sao được đây. Khổ, cái quan trọng là đồ cái con này nó nhiều quá. Đồ con Doom 6 món đồ cam rồi anh em ạ. Trận này khẳng định luôn với anh em, có đồ thằng này nó gặp tôi chắc là nó cũng phải ngả mũ mà xin hàng thôi. Chứ còn làm gì có cái chuyện ăn được đâu.
Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc hoặc link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.